Kinh số 299, Đệ Nhất Nghĩa Không. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu Câu Lưu sống. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ vì các ngươi mà nói pháp, ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, thiện nghĩa, thiện dị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch. Đó là kinh Đệ Nhất Nghĩa Không. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là kinh Đệ Nhất Nghĩa Không? Này các tỳ kheo, khi mắt sanh thì nó không có chỗ đến, lúc diệt thì nó không có chỗ đi. Như vậy mắt chẳng thật sanh, sanh rồi diệt mất, có nghiệp báo mà không tác giả. Uẩn này diệt rồi, uẩn khác tương tục, trừ pháp tục số. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng nói như vậy, trừ pháp tục số. Pháp tục số tức là nói, cái này có thì cái kia có, cái này khởi thì cái kia khởi. Như vô minh duyên hành, hành duyên thức, nói chi tiết đầy đủ cho đến thuần một khối khổ lớn tập khởi. Lại nữa, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt. Như vậy nói rộng cho đến thuần một khối khổ lớn tụ diệt. Này các tỳ kheo, đó gọi là kinh Đệ Nhất Nghĩa Không. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 300, Lục Hỷ Hành. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có 6 hỷ hành. Đó là: này các tỳ kheo, ngay khi thấy sắc, hỷ tiến hành nơi sắc xứ ấy. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp xúc pháp trần, khi ấy hỷ tiến hành nơi pháp xứ hành này. Các tỳ kheo gọi đó là 6 hỷ hành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 301, Lục Ưu Hành. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có 6 ưu hành. Đó là: này các tỳ kheo, mắt thấy sắc mà ưu tiến hành nơi sắc xứ đó. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp mà ưu tiến hành nơi pháp xứ này. Các tỳ kheo gọi đó là 6 ưu hành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 302, Lục Xả Hành. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có 6 xả hành. Đó là: này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, xả tiến hành nơi sắc xứ này. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp cũng vậy, xả tiến hành nơi pháp xứ này. Đó gọi là: này tỳ kheo, 6 xả hành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 303, Lục Thường Hành. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có 6 thường hành. Đó là: tỳ kheo, mắt thấy sắc mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Đó gọi là: này tỳ kheo, 6 thường hành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 304, Lục Thường Hành.
Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu thường hành, đó là: này tỳ kheo, mắt thấy sắc mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tỳ kheo thành tựu sáu thường hành này là điều thế gian khó làm được. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 305, Lục Thường Hành. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu thường hành, đó là: này tỳ kheo, mắt thấy sắc mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tỳ kheo thành tựu sáu pháp thường hành này là điều thế gian khó làm được. Người này đáng được phụng sự cung kính cúng dường, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 306, Lục Thường Hành. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu thường hành, đó là: tỳ kheo, mắt thấy sắc mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tỳ kheo thành tựu được sáu pháp thường hành này nên biết đó là Xá Lợi Phất. Tỳ kheo Xá Lợi Phất khi mắt thấy sắc an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp mà an trụ với tâm xả, thấy không khổ không lạc, chánh niệm chánh trí. Tỳ kheo Xá Lợi Phất thành tựu sáu pháp thường hành này mà thế gian khó làm được, nên xứng đáng được phụng sự cung kính cúng dường, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 307, Bà La Viên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Uyển trú xứ của các tiên nhân nước Ba La này. Bấy giờ có số đông các tỳ kheo tụ tập tại giảng đường bàn luận như vậy: chư tôn, như lời Đức Thế Tôn đã đáp cho câu hỏi Bà La Viên Đê Xá Di Đức Lạc, nếu người biết nhị biên, không dính mắc khoảng giữa, được gọi đại trượng phu, không mê luyến ngũ dục, thoát thợ khâu ưu phiền. Chư tôn, những câu này có nghĩa gì? Cái gì là biên? Cái gì là nhị biên? Cái gì là giữa? Cái gì là thợ khâu? Cái gì là tư? Do trí mới biết, bằng liễu tri mà liễu tri. Khi được biết bởi trí, được liễu tri bởi liễu tri, đoạn tận khổ biên, thoát khỏi khổ. Có một tỳ kheo giải đáp: sáu nội xứ là một biên, sáu ngoại xứ là biên thứ hai, thủ là ở giữa, ái là thợ khâu. Thân cận với ái, rồi nhân đó mà có thân này, thân kia lần lần tăng trưởng xuất sanh. Những pháp này do trí mà biết, do liễu tri mà liễu tri, khi được biết bởi trí, được liễu tri bởi liễu tri, đoạn tận khổ biên mới thoát khỏi khổ. Một tỳ kheo khác lại nói: đời quá khứ là một biên, đời vị lai là biên thứ hai, đời hiện tại là giữa. Ái là thợ khâu, tập cận những ái này. Do nhân bởi đó mà thân này lần lần tăng trưởng xuất sanh, dần dần cho đến thoát khổ.
Lại có tỳ kheo nói: thọ lạc là một biên, thọ khổ là biên thứ hai, không khổ không lạc là giữa. Ái là thợ khâu, tập cận những ái này, tự thân sở đắc do chúng lần lần tăng trưởng xuất sanh, dân dân cho đến thoát khổ. Lại có người nói: hữu là một biên, tập là biên thứ hai, thủ là giữa, ái là thợ khâu. Như vậy nói đầy đủ cho đến thoát khổ. Lại có người nói: thân là một biên, thân tập là biên thứ hai, ái là thợ khâu. Như vậy nói đầy đủ dân dân cho đến thoát khổ. Lại có tỳ kheo nói: tất cả những gì chúng ta nói ra không giống nhau, chỉ đưa ra những gì thuyết, không hy vọng gì để hiểu được. Thế Tôn còn nói điều gì nữa trong kinh? Những câu hỏi của Đê Xá Di Đức Lạc. Chúng ta nên đến Thế Tôn thưa hỏi, như những gì Thế Tôn dạy, chúng ta phụng trì. Bây giờ các tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Thế nào bạch Thế Tôn? Có những giải thuyết khác nhau về kinh Ba La Viên Đê Xá Di Đức Lạc Sợ Vấn. Vừa rồi các tỳ kheo nhóm họp tại giảng đường bàn luận như vậy. Những gì mà Thế Tôn đã dạy trong kinh Ba La Viên Đê Xá Di Đức Lạc Sợ Vấn về hai bên, dân dân cho đến thoát khổ. Có người bảo nội lục nhập xứ là một bên, ngoại lục nhập xứ là biên thứ hai, thủ ở giữa, ái là thợ khâu, nói đầy đủ như trước. Tất cả đều không quyết định được, nên hôm nay chúng con đến đây thỉnh vấn Thế Tôn về những nghĩa này. Những gì chúng con nói, ai là người nói đúng nghĩa? Phật bảo các tỳ kheo, những gì các ông đã nói đều là khéo nói. Nay ta sẽ vì các ông mà nói về kinh khác. Ta đã vì Ba La Viên Đê Xá Di Đức Lạc có nói kinh khác. Xúc là một biên, xúc tập là biên thứ hai, thủ là ở giữa, ái là thợ khâu. Sau khi đã tập cận ái rồi, thân này thân kia duyên vào đó mà tăng trưởng xuất sinh. Đối với pháp này, do trí mà biết, do liễu tri mà liễu tri, do được biết bởi trí, liễu tri bởi liễu tri mà đoạn tận khổ biên, thoát khỏi khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 308, Tân Đầu Lô. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Tân Đầu Lô trong giường Cù Sư La tại Câu Diệm Di. Bấy giờ có quốc vương Bà Sa tên Ưu Đà Diên Na đến chỗ tôn giả Tân Đầu Lô, thăm hỏi nhau xong ngồi lui qua một bên. Quốc vương Bà Sa Ưu Đà Diên Na bạch tôn giả Tân Đầu Lô: tôi có điều muốn hỏi, tôn giả có rảnh rỗi để đáp cho không? Tôn giả Tân Đầu Lô đáp: này đại vương, đại vương cứ hỏi, điều gì tôi biết sẽ đáp. Quốc vương Bà Sa Ưu Đà Diên Na hỏi tôn giả Tân Đầu Lô: nhân gì, duyên gì mà các tỳ kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia chưa lâu ở trong pháp luật này, sống rất an lạc, các căn tươi sáng, tướng mạo sáng sủa, da dẻ tươi tốt, thích tỉnh, ít động, mặt người mà sống như dạ thú, tâm họ kham năng suốt đời, tu trì phạm hạnh, thanh tịnh thuần nhất. Tôn giả Tân Đầu Lô đáp: như những gì Phật đã dạy, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác là bậc tri giả, kiến giả, đã dạy các tỳ kheo. Tỳ kheo các ngươi, nếu gặp người nữ lớn tuổi thì nên coi như mẹ, gặp người trung niên thì nên coi như chị, gặp người non trẻ thì nên coi như con gái. Vì nguyên nhân này nên các tỳ kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu ở trong pháp luật này sống an lạc vui vẻ, an ổn, các căn tươi sáng, tướng mạo sáng sủa, da dẻ tươi mát, thích tỉnh, ít động, mặt người mà sống như dạ thú, tâm họ kham năng suốt đời, tu trì phạm hạnh, thanh tịnh thuần nhất. Quốc vương Bà Sa Ưu Đà Diên Na hỏi tôn giả Tân Đầu Lô: hiện tại người thế gian tâm họ tham cầu,
dù có gặp người lớn tuổi coi như mẹ, trung niên coi như chị, non trẻ coi như con gái, nhưng lúc đó tâm họ cũng sẽ theo sự thiêu đốt của tham dục, sân nhuế, ngu si mà khởi lên. Còn có nhân duyên nào đặc biệt hơn không? Tôn giả Tân Đầu Lô nói với quốc vương Bà Sa Ưu Đà Diên Na: còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn đã dạy, Ngài là bậc tri giả, kiến giả, đã dạy các tỳ kheo: thân này từ chân đến đỉnh đầu, bộ xương được trét bởi thịt, được che đậy bởi một lớp da mỏng, trong đó chứa dẫy đầy những thứ bất tịnh, quán sát tất cả, tóc, lông, móng, răng, bụi dơ, nước dãi, da, thịt, xương trắng, gân, mạch, tim, gan, phổi, lá lách, thận, ruột, dạ dày, ruột non, ruột già, màng, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước bọt, mỡ, tủy, đàm âm, mũ, máu, dịch não, phân nước tiểu. Này đại vương, vì nhân này duyên này nên các tỳ kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu ở trong pháp luật này vẫn sống lạc an ổn, dần dần cho đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất. Quốc vương Bà Sa Ưu Đà Diên Na hỏi Tôn giả Tân Đầu Lô: tâm người hay phiêu nhanh, nếu quán bất tịnh có khi sẽ theo tưởng tịnh mà hiện. Vậy còn có nhân duyên nào khiến cho tỳ kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu trong pháp luật này sống lạc an ổn, dần dần cho đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất không? Tôn giả Tân Đầu Lô đáp: còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn đã dạy, Ngài là bậc tri giả, kiến giả, đã dạy các tỳ kheo: các ngươi nên giữ gìn các căn môn, khéo thu nhiếp tâm mình. Khi mắt thấy sắc, chớ nắm bắt sắc tướng, chớ nắm bắt hình tướng tốt đẹp mà tăng thêm sự gìn giữ. Nếu đối với mắt mà không an trụ với sự thúc liễm, những pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian sẽ lọt vào tâm mình. Cho nên các ngươi phải giữ gìn luật nghi của mắt. Đối với tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp cũng lại như vậy, dần dần cho đến giữ gìn luật nghi của ý. Bấy giờ quốc vương Bà Sa Ưu Đà Diên Na hỏi Tôn giả Tân Đầu Lô: lành thay, Ngài khéo nói pháp, dần dần cho đến giữ gìn luật nghi các căn. Bạch Tôn giả Tân Đầu Lô: tôi cũng như vậy, có khi không giữ gìn thân, không giữ gìn luật nghi các căn, khi vào cung không nhất niệm thì tâm mình sanh ra tham dục hừng hực, ngu si thiêu đốt. Ngay khi đóng cửa phòng ở một mình, ba độc cũng lại thiêu đốt tâm mình, huống lại là ở trong cung. Lại có lúc tôi khéo nhiếp hộ được các căn, nhiếp hộ được thân mình, chuyên tâm nhất niệm, khi vào trong cung tham dục nhuế si không còn dấy khởi thiêu đốt tâm mình. Khi ở trong cung nội còn không bị thiêu đốt thân tâm, huống chi là khi ở một mình. Vì vậy cho nên, do nhân này, do duyên này, hay khiến cho tỳ kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu trong pháp luật này sống lạc an ổn, dần dần cho đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất. Sau khi quốc vương Bà Sa Ưu Đà Diên Na nghe những gì Tôn giả nói, hoan hỷ tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh số 309, Thủ Túc Dụ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong giường Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: vì có tay nên biết có lấy có bỏ, vì có chân nên biết có tới có lui, vì có các khớp nên biết có co có duỗi, vì có bụng nên biết có đói có khát. Cũng vậy tỳ kheo, vì có mắt nên có nhãn xúc, làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khổ lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Này các tỳ kheo, nếu không tay thì không biết lấy bỏ, nếu không chân thì không biết tới lui, nếu không có các khớp thì không biết co duỗi, nếu không có bụng thì không biết đói khát. Cũng vậy các tỳ kheo, nếu không có mắt
thì không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 310. Quy. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: vào thời quá khứ, có đám cỏ trong sông, có con rùa sống trong bụi cỏ ấy. Khi đó, có một con giả can đói đi tìm thức ăn, vừa thấy con rùa, nó vội nhảy tới vồ lấy. Con rùa thấy vậy liền thu hết đầu đuôi và bốn chân vào trong mai. Giả can canh đợi con rùa thò đầu chân ra là chụp ăn liền, nhưng chờ lâu quá mà nhất định rùa không thò đầu và chân ra. Giả can đói quá, tức tối bỏ đi. Này các tỳ kheo, này các ngươi cũng hãy biết như vậy. Ma ba tuần luôn luôn dò xét tìm cơ hội bên các ngươi, mong đợi mắt các ngươi đắm sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhớ pháp mà xúi dục sanh tâm đắm nhiễm sáu trần. Cho nên, tỳ kheo, các ngươi phải luôn luôn giữ gìn luật nghi của mắt. Khi đã giữ gìn an trụ nơi luật nghi của mắt, dù mắt có sanh khởi hoặc duyên cảnh, ác ma ba tuần cũng không thể tìm được cơ hội. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Dù sáu căn kia có sanh khởi hoặc duyên cảnh, nó cũng không thể tìm được tiện lợi. Giống như con rùa, giả căn không thể tìm được cơ hội nào. Bấy giờ Phật liền nói kệ: rùa vì sợ giả căn, giấu thân vào trong mai, tỳ kheo khéo nhiếp tâm, giấu kín các giác tưởng, không nương không sợ hãi, kính tâm chớ nói năng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 311. Khoáng mạch. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như lúa đặt ở ngã tư đường, có sáu tráng niên cầm chày giả, trong chốc lát nát ra như bụi. Rồi có người thứ bảy cầm chày giả lại. Này các tỳ kheo, ý các ngươi thế nào? Đồng lúa đã bị sáu người giả, rồi người thứ bảy giả lại, lúc này bị nát nhừ phải không? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật dạy: này các tỳ kheo, cũng vậy, người ngu si bị sáu xúc nhập xứ nện đã. Những gì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ thường nện đã. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ thường nện đã. Người ngu si kia tuy bị sáu xúc nhập xứ nện đã, nhưng vẫn còn ý niệm mong cầu sanh hữu đời vị lai, như người thứ bảy giả lại cho nát thêm. Này các tỳ kheo, nếu nói là ngã, đó là dao động. Nói là ngã sở, đó là dao động. Vị lai sẽ hiện hữu, đó là dao động. Vị lai sẽ không hiện hữu, đó là dao động. Sẽ lại có sắc, đó là dao động. Sẽ lại không sắc, đó là dao động. Sẽ lại có tưởng, đó là dao động. Sẽ lại không có tưởng, đó là dao động. Sẽ lại không phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đó là dao động. Vì dao động nên là bệnh, vì dao động nên là ung nhọt, vì dao động nên là gai nhọn, vì dao động nên là dính mắt. Chân chánh quán sát rằng vì dao động nên là khổ. Do đó, được tâm không dao động, tu tập nhiều, an trụ, cột niệm, chánh trí. Giống như dao động, tư lương, hư cuốn cũng như vậy. Vì có hành do ái, nói ngã đó là ái, nói ngã sở đó là ái, nói vị lai sẽ hiện hữu, đó là ái, nói vị lai sẽ không hiện hữu, đó là ái, nói sẽ có ái, đó là ái, nói sẽ không có sắc, đó là ái, nói sẽ có tưởng, đó là ái, nói sẽ không tưởng, đó là ái, nói sẽ chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng, đó là ái.
vì ái nên là bệnh, vì ái nên là u nhọt, vì ái nên là gai nhọn. Chân chánh quán sát rằng vì dao động nên là khổ. Do đó được tâm không dao động, tu tập nhiều, an trụ, cột niệm, chánh trí. Này các tỳ kheo, vào thời quá khứ, Atula đem quân chiến đấu với Đế Thích. Khi ấy, Thiên Đế Thích bảo chư thiên tam thập tam rằng: hôm nay chư thiên cùng chiến đấu với Atula, nếu chư thiên thắng, Atula thua, hãy bắt sống vua Atula, lấy dây cột chặt lại năm chỗ đem về cung trời. Vua Atula cũng nói với binh chúng mình: hôm nay Atula cùng chiến đấu với chư thiên, nếu Atula thắng, chư thiên thua, hãy bắt sống Thiên Đế Thích, lấy dây cột chặt lại năm chỗ đem về cung Atula. Trong lúc đánh nhau, chư thiên thắng, Atula thua. Bấy giờ chư thiên tam thập tam bắt sống được vua Atula là Tỳ Ma Chất Đa La, trói năm chỗ đem về cung trời. Lúc này vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La thân bị trói năm chỗ, được đặt trên điện chánh pháp, cho hưởng thụ năm thứ dục lạc của chư thiên. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La tự nghĩ: chư thiên tuy là giỏi, nhưng chỉ có Atula là hiền thiện thông tuệ hơn. Nay ta sẽ trở về cung Atula. Trong lúc đang nghĩ như vậy, tự thấy thân mình năm chỗ bị dây ý thắt chặt lại, ngũ dục của chư thiên tự nhiên biến mất. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La lại nghĩ: Atula tuy giỏi, nhưng chư thiên hiền thiện trí tuệ và sáng suốt hơn. Nay ta sẽ ở lại cung trời này. Trong lúc đang nghĩ như vậy, tự thấy năm chỗ thân mình dây lỏng ra, ngũ dục chư thiên tự nhiên xuất hiện trở lại. Tuy vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La bị sự cột trói di tế như vậy, nhưng sự cột trói của ma ba tuần càng di tế hơn. Khi tâm bị dao động, liền theo đó bị ma trói. Tâm không dao động thì cũng liền theo đó mà cởi ra. Cho nên các tỳ kheo hãy luôn luôn trụ vào tâm không dao động, chánh niệm, chánh trí, cần phải học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.